Xin chào quý khán giả Carolina TV Tuần lễ thứ tư cuối cùng của tháng đầu tiên January năm 2019 Bài viết Việt Nam bị quay như con dế Nhà báo Phạm Trần Biên Soạn Trần Hưởng Lược Thuật Carolina TV thực hiện Việt Nam Cộng sản đã bị quay như con dế trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về những vi phạm nhân quyền và chính sách đàn áp tự do dân chủ ngày càng tồi tệ. Việc này đã diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 22 tháng Giêng 2019 khi Liên Hiệp Quốc kiểm điểm định kỳ phổ quát viết tắt UPR Universal Periodic Review việc thi hành các khuyến nghị về quyền con người đã được Liên hiệp quốc trao cho Việt Nam năm 2014. Ngoài Việt Nam còn 12 nước khác cũng phải kiểm điểm trong thời gian từ 21 tháng giêng đến ngày 1 tháng 2 năm 2019. Theo quy định của Liên hiệp quốc, việc kiểm điểm được thi hành đối với tất cả thành viên quốc gia nhằm tạo cơ hội cho mỗi nước tự chọn hành động để tăng cường tình hình nhân quyền tại quốc gia mình và đồng thời để chu toàn những cam kết về nhân quyền. Theo tin Liên hợp quốc có 122 nước tham dự cuộc đối thoại để nghe Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung dẫn đầu phái đoàn trình bày về báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế giả soát định kỳ phổ quát viết tắt bằng Jupia, chu kỳ thứ ba của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Để hậu thuẫn cho ông Trung bảo vệ thành công cho được cho điều được gọi là thành tích bảo vệ quyền con người. Việt Nam còn gửi theo các đại diện văn phòng chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Ủy ban Dân tộc, Ban Tôn giáo Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Một bản tin của Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam tự khoe rằng với chủ trương coi con người là mục tiêu và động lực của quá trình đổi mới toàn diện và phát triển đất nước kể từ lần ra soát trước tức là năm 2014, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, đặc biệt trên các lĩnh vực xây dựng nhà nước pháp quyền, kiện toàn hệ thống pháp luật về quyền con người, xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, báo chí và hội nhập quốc tế. Cuối cùng, phía Việt Nam còn khoe các nước rằng đã đánh giá báo cáo quốc gia và phần trình bày của đoàn Việt Nam có chất lượng tốt cung cấp thông tin đầy đủ toàn diện về tình hình bảo đảm quyền con người ở Việt Nam cho rằng Việt Nam đã có cách tiếp cận tích cực, cởi mở và minh bạch trong quá trình soạn thảo báo cáo UPR theo tin Bộ Ngoại giao ngày 23 tháng Giêng năm 2019. Nếu chỉ nghe thôi thì làm sao mà biết được Cộng sản Việt Nam đã dùng luật an ninh mạng có hiệu lực ngày 1 tháng giêng 2019 để triệt hạ quyền tự do ngôn luận và tự do tư tưởng của người dân như thế nào? Từ ngày này trên 90 triệu người Việt Nam ở trong nước không những chỉ bị khóa miệng mà ngót 60 triệu người đang sử dụng Internet chẳng những bị đe dọa khóa sổ sử dụng các mạng lưới thông tin toàn cầu mà luật an ninh mạng còn cho phép các cơ quan an ninh mạng xâm phạm trắng trợn vào đời sống riêng tư như đã được ngăn cấm trong Điều 21 Hiến pháp năm 2013. Vì vậy, khi Bộ Ngoại giao Việt Nam khoe các thành tựu kể từ lần giả soát năm 2014 trên các lĩnh vực như bảo đảm các quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội báo chí, thì trong thực tế các tổ chức tôn giáo không chịu gia nhập các tổ chức tôn giáo quốc doanh như giáo hội phật giáo việt nam hay ủy ban đoàn kết công giáo việt nam thì thường bị đối xử không công bằng hay bị chèn ép và gây nhiều khó khăn bằng chứng giáo hội phật giáo việt nam thống nhất có tên quen thuộc trước năm 1975 là Phật giáo Ấn Quang đã bị kìm kẹp và Đức tăng thống Thích Quảng Độ bị đầy đọa là một chứng minh không chối cãi được. Các tôn giáo nhỏ khác như Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài và Tin lành tuy được nới lỏng hoạt động trong mấy năm gần đây nhưng vẫn khó phát triển vì thiếu nhân lực và bị phân hóa đôi khi có bàn tay khuấy phá của chính quyền địa phương. Trong lĩnh vực báo chí và các tổ chức chính trị xã hội, nhà nước đã nhốt chúng vào mặt trận tổ quốc, tổ chức ngoại vi của đảng để kiểm soát và biến chúng thành công cụ tuyên truyền cho chính sách cai trị độc tài và để bảo vệ quyền lợi cho đảng cầm quyền chính Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nói Việt Nam không cần đa đảng chính trị. Ông cũng đã chỉ thị cho công an không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa. Theo báo Công an nhân dân ngày 28 tháng 11 năm 2018. Bộ chính trị cơ chế nắm quyền toàn diện cũng đã quyết định không cho tư nhân ra báo. Luật báo chí năm 2016 còn minh định trong khoản B rằng điều 25 nhà báo có nghĩa vụ bảo vệ quan điểm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát hiện, tuyên truyền và bảo vệ nhân tố tích cực đấu tranh phòng chống các tư tưởng hành vi sai phạm. Thế giới đã hiểu rõ sự lưu manh xảo trá của Việt Nam Cộng sản, nên trong cuộc đối thoại về nhân quyền tại Geneva ngày 22 tháng Giêng năm 2019 này, trưởng đoàn Việt Nam Lê Hoài Trung và đoàn Tuy Tùng đã bị quay như con dế trên cái thớt với nhiều câu hỏi chất vấn bóc ra vỡ thịt của các nước Tây Phương và Hoa Kỳ. Một câu hỏi theo tài liệu Liên Hiệp Quốc của Vương quốc Liên Hiệp Anh và Bắc Ái Nghĩ Lan tạm dịch như sau. Chính phủ Việt Nam giải thích như thế nào về những phát giác của Ủy ban Liên Hiệp Quốc về tra tấn ở Việt Nam tháng 11 năm 2018 cho thấy đã có tình trạng bức khảo và đối xử tàn tệ những tù nhân bởi công an để tù nhân phải nhân tội chết trong nhà giam tình trạng đối xử với những phạm nhân tử hình kể cả xiềng xích họ những bước đi nào chính phủ sẽ thi hành để chu toàn những cam kết đã quy định trong công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị để thành lập một hệ thống truyền thông độc lập, kể cả việc ngăn chặn những website thông tin và không hình sự hóa hành động xúc phạm vân vân. Với những câu hỏi trực diện và quan trọng nhất của các đại biểu Tây phương và Hoa Kỳ như thế, liệu phía Việt Nam có thỏa mãn được không? hay lại tìm mọi cách để chống chế như bấy lâu nay nhưng dù có nại ra trăm ngàn lý do nào chăng nữa thì cũng thấy là việt nam cộng sản độc tài đã bị quay như con dế mỗi khi chạm đến vấn đề quyền con người ở bất cứ đâu và vào bất cứ thời gian nào trân trọng kính chào trần hưởng carolina tv